Một trong những xe trà sữa thế giới đầu tiên ở Sài Gòn nằm ngay quận 5 gắn liền với tuổi thơ của nhiều người nè. Xe này á thì là ông với bà bán, mà hôm tôi đi là cô bán á. Ở đây chủ yếu bán cho học sinh đồ nè nên là giá cũng rất là học sinh luôn. Và đặc biệt á là bây giờ hiếm có chỗ nào lắc trà sữa như vậy lắm. Mà trà sữa thì phải lắc qua lắc lại vậy mới đúng hồi nhỏ chứ đúng không? Trân châu ở đây á là có màu đen đen đỏ đỏ chứ không phải là trân châu đen bình thường nha. Lắc xong rồi bỏ thêm trân châu nữa là có ly trà sữa thế giới hồi tuổi thơ rồi. Tôi gọi ra 7 ly á tại vì còn mua về cho mấy chị nữa. Lúc mà mấy bà chị tôi biết tôi quay ở đây á là kêu là mua đem về nữa. Ghiền uống ở đây lắm, giờ uống đó giờ mà. Vị á thì tôi gọi nào là Milo, hồng trà sữa, cam, dâu, mật ong, bạc hà với là hồng trà tắc. Để mà nói vị mà tôi thấy ngon nhất đó là hồng trà sữa với là Milo. Siêu thơm với là chuẩn vị tuổi thơ luôn. Với lại cũng không có quá ngọt tại vì không có siro á. Mà đó giờ tôi mua là toàn là ông làm không à. Uống quen cái vị đó rồi. Nên lúc mà cô làm á tôi thấy vị hơi khác, không có giống như hồi đó. Với lại lúc mà có trà sữa ra tôi lo quay nên là bị tách sữa ra mất tiêu. Không sao, uống vẫn ok la nha. Mấy ông bà còn biết trà sữa đâu ngon nó không dạ, nhớ chị cho tôi biết chứ. Đồ trên Halloween tại cửa hàng tiện lợi và cái kết quá trời là bất ổn. Để mà có những nguyên liệu làm nhân vật Halloween á thì đầu tiên mình phải đi mua. Chị em tụi tôi mua nào là xúc xích, hệ hướng dương, kẹo con sâu này kia đồ đó. Lột xúc xích ra xong đủ 5 ngón rồi ha. Tới cái khúc này mới ghê nè. Làm neo cho cây xúc xích. Nhìn cái móng vậy là thấy cũng giống giống rồi đó. Nhà tôi lúc nào cũng có một đứa làm khùng làm điên rồi, một đứa là cổ suý bá dụ này nè. Nên là giờ chị Xuân bà cosplay hộp cơm thành con thấy ghê. Tóc vàng uống lọn lọn đồ đó rồi mắt một mí đồ đó. Rồi giờ bà khoe cơ bắp tay này xong bà lấy tay kia bà đập. Bánh thì đập vụn ra để làm đất đồ nè, xong rồi thêm phụ kiện như là sâu rắn đồ vô. Rồi cái bịch nước sốt đó hồi nãy trộn mì còn dư nên là tụi tôi rưới lên làm màu làm mè. Nhìn thấy ghê dữ chưa? À, mà chưa đâu, khúc này mới thấy ghê nè. Là ăn mấy cái này lại với nhau. Nghe là thấy chột chột cái bụng rồi đó. Chị Quân mà bữa đó công nhận là chị em tôi còn thấy ghê hơn con thấy ghê nữa. Nói chung là Halloween á chị em tôi cũng hoàng lá. Lúc quay vui vẻ ai cũng thấy, lúc về đau bụng mấy ai hay. Bánh mì chấm trứng sốt. Món này lạ với tụi tôi chứ chắc mấy bạn ở ngoài miền Bắc không lạ vậy rồi đúng không? Tại vì đây cũng là một món ăn tuổi thơ mà. Thoáng qua là đã tới ngày cuối trong chuyến đi Hải Phòng đợt này rồi. Sáng đó tụi tôi đi ăn sáng xong rồi qua ngồi ăn bánh mì chấm trứng mà là trứng kiểu đánh bông lên đó nha. Và thật sự là tôi bất ngờ tại vì Hải Phòng có nhiều món ngon lạ quá. Công đoạn là món này á thì tôi không kịp quay tại vì tới trễ xíu. Nhưng mà nghe kể lại là sẽ đánh bông trứng với đường bằng máy đàng hoàng. Mà món này là phải đánh kỹ thì kỹ chứ không là dễ bị tanh lắm. Ăn phần trứng đánh nó siêu mịn với là ngọt vừa phải. Bông bông béo béo như là Miu Farm vậy đó. À mà cũng không hề tanh nữa, ngược lại rất là thơm luôn. Bánh mì chấm á thì hơi mềm nhưng mà nếu bánh nóng nóng giòn giòn chắc là đỉnh của chóp luôn á. Ăn sáng xong thì mình phải đi cà phê vậy mới đúng buổi sáng cuối tuần chứ phải không? Tụi tôi đi cà phê cũng ngay gần đó luôn. Và để uống nước nói chuyện vui vẻ thôi mà nguyên đám tụi tôi vô cái náo nhiệt liền à. Nhớ xem buổi chiều của ngày cuối ở Hải Phòng á tụi tôi sẽ đi khám phá gì nha. Ở đây vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm, mọi người nhớ like và subscribe Bánh Bè Sài Gòn để xem clip mới mỗi ngày nha.